Hello, good morning. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2023. Okay. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu về bài đầu tiên của chương số 2, hóa học 11 chương trình 2018. Đó là chương nitrogen và sulfur, nitơ và lưu huỳnh. Và bài đầu tiên chúng ta nghiên cứu đó chính là nitrogen gas, khí nitơ. Nitrogen is in group 15 of the periodic table. Okay. Nitơ thì ở nhóm 15 của bảng tuần hoàn. À, nhóm 15 này trong tiếng Việt ta hay dùng là bảng nhóm 5A đó các bạn. Okay. It is a non-metallic element that makes up about 78% of the Earth's atmosphere. Okay. Nó là một cái nguyên tố phi kim, non-metallic element. Chiếm make up about 78% về khí quyển của trái đất. Okay. It exists as diatomic molecules N2. Nó tồn tại dưới dạng phân tử hai nguyên tử diatomic molecules N2 N2. Okay. Nitrogen gas is the unreactive gas in air that dilute the effect of the reactive gas oxygen. Khí nitơ là một cái khí kém hoạt động, unreactive gas trong không khí, thì nó pha loãng cái sự ảnh hưởng của một cái khí hoạt động, đó chính là khí oxy. Cái từ này pha loãng rất là hay ha, có nghĩa là ta xem như là không khí thì xem như nitơ như là một cái dung môi, còn oxy như là chất tan. Okay. Nhưng mà pha loãng đây hàm ý muốn nói là nó làm giảm cái nồng độ của khí oxy. Đấy, thì đó rất thú vị. Okay. To understand the lack of reactivity of nitrogen gas, we have to look at the bonding within each molecules. Để hiểu về cái sự kém hoạt động, lack of reactivity của khí nitơ, chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cái liên kết bên trong cái phân tử này, the bonding within each molecule. Okay. The electronic configuration of a nitrogen atom is 1s2, 2s2 and 2p3. Okay. Cấu hình ở trong của nguyên tử nitơ. Cấu hình ở trong tiếng Anh là electronic configuration của nguyên tử nitơ là 1s2, 2s2, 2p3. Okay. Each atom needs to gain 3 electrons to achieve the noble gas configuration of neon. Okay. Các nguyên tử của nó cần thêm 3 electron nữa để đạt được cái cấu hình của khí hiếm neon. Okay. Cấu hình của khí hiếm noble gas là khí hiếm configuration of neon. Okay. Nitrogen atoms do this by forming a triple covalent bond between two atoms. Các nguyên tử nước nitơ làm điều này, tức là để đạt được cấu hình của khí hiếm đấy. Okay. Thì nó tạo thành một cái liên kết 3, triple covalent bond, liên kết cộng giá trị đó là liên kết 3. Okay. Giữa hai nguyên tử đó là hai nguyên tử nitơ. Okay. The bonding in the nitrogen molecule N2. Okay. Hai nguyên tử nitơ này. Okay. 2 năm, có nghĩa là đây là biểu thị cái lớp mình cùng thôi, the outermost shell of the atoms. Okay. Như vậy có 5 cái trong này thì nó sẽ dùng chung. Đấy. Hai nguyên tử nó, mỗi nguyên tử bỏ ra 3 cái trong để dùng chung, thì lúc này nó sẽ có 8 cái trong ở lớp ngoài cùng của khí. Okay. The triple covalent bond is very strong. Cái liên kết 3 thì rất là mạnh, hay là rất là bền vững. Each bond energy is almost 1000 kilojoule per mole. Okay. Năng lượng liên kết của nó là cỡ 1000 kilojoule trên mole. Đây là một cái năng lượng liên kết rất lớn. Okay. It is difficult to break, and so nitrogen gas will only react under extreme conditions. Thật khó để mà bể gãy cái liên kết này. Okay. Cho nên là khí nitơ đó thì chỉ phản ứng trong những điều kiện hết sức là khắc nghiệt, under extreme condition. Okay.
Ví dụ, for example, the nitrogen and oxygen in air react together. Ví dụ như là khí nitơ và khí oxy trong không khí phản ứng với nhau. During thunderstorm mà, tức là phản ứng với nhau trong cái khi mà trời giông giông có sấm sét ha. Giông có sét, tức là như vậy. Lightning provide the activation energy needed for this reaction to occur. Okay. Thì cái tia chớp mà, tia chớp này sẽ cung cấp cái năng lượng hoạt hóa cần thiết để cho phản ứng này xảy ra. Okay. Thì đó chính là cái tia chớp khi trời có sấm sét này. Thì nó sẽ cung cấp năng lượng cho phản ứng. N2 khí cộng O2 khí tạo ra 2 NO khí. Trong trường hợp này các bạn thấy là gì? Tên gọi của NO. Thì trong tiếng Việt ta hay gọi là nitrogen, ta hay gọi là nitrogen monoxide. Okay. Nhưng mà cái hiện nay cái cách tên gọi mới đó các bạn à, thì tôi gọi theo số siêu hóa của nitơ. Ví dụ trong cái NO này số siêu hóa của nitơ là 2 thì tôi gọi là nitrogen 2 oxide. Okay. The nitrogen 2 oxide formed is further oxidized by oxygen in the air to give nitrogen 4 oxide NO2. À, khí NO ha, tức là nitrogen 2 oxide đó, được tạo thành sẽ tiếp tục bị oxy hóa bởi oxy trong không khí để tạo ra nitrogen 4 oxit NO2. Okay. Thế thì cái này thì NO2 thì chúng ta hay gọi là nitơ dioxit đấy. Okay. Thì đây chúng ta gọi theo số sinh hóa là nitrogen 4 oxide. Okay. 2 NO khí cộng O2 khí tạo ra 2 NO2 khí. Okay. Nitrogen 4 oxide dissolves in water droplets and forms nitric acid which falls to earth in rain. Okay. Nitơ 4 oxit này sẽ hòa tan trong nước, trong các cái giọt nước, okay, và tạo nên acid nitric, okay, nitric acid, và nó sẽ rơi xuống mặt đất theo mưa. Okay. Như vậy thì phần này 2 NO2 khí cộng cho H2O lỏng cộng 1 phần 2 O2 khí tạo ra 2 HNO3 aqua, aqueous solution. Okay. This is a vital part of a natural nitrogen cycle. Okay. Thì đây là một cái phần rất quan trọng trong cái chu trình nitơ trong tự nhiên. Okay. Natural nitrogen cycle, chu trình nitơ trong tự nhiên. Okay. In this way, nitrogen gets into the soil in a soluble form that plants can absorb. Okay. Theo cách này thì nitơ sẽ được đi vào đất dưới dạng các chất tan mà cây có thể hấp thụ được. Plants can absorb. Cây có thể hấp thụ được. They use the nitrate ions NO3- to make the proteins essential for growth. Chúng sẽ sử dụng các ion nitrat NO3- okay, để tạo ra các protein cần thiết cho sự phát triển. Ok, như vậy trong bài này thì các bạn đã học được về cái khí nitơ, biết được cái dạng tồn tại của nó như thế nào, biết được cái trong tự nhiên thì nó tồn tại ở đâu, okay, và giải thích tính bền vững của khí nitơ như thế nào và nó chỉ phản ứng trong những điều kiện khắc nghiệt ra sao. Đồng thời chúng ta cũng nắm được khí nitơ mà chuyển hóa để từ không khí để đi vào đất dưới dạng phân bón thì nó sẽ đi qua một cái quá trình như thế nào. Ok, thank you so much for your watching. See you next time. Bye.